chiều ngày 18 tháng 4, công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh vụ việc một người đàn ông mang theo hung khí hành hung nhân viên quán bia và hai thanh niên khác. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, có nhiều người đến một quán bia ở xã Phú Lộc, huyện Krông Năng chơi. Tại đây, sau khi nói chuyện qua lại với một nam nhân viên, thì một người đã rút con dao nhọn mang theo, rồi đè nam nhân viên xuống bàn bia rạch một nhát phía sau gáy. Chưa dừng lại, người này còn hung hăng chửi bới, xông vào đấm đá, tát túi bụi vào nam nhân viên. Tiếp đó, người đàn ông còn đấm đá vào hai vị khách của quán rồi buông lời thách thức. Theo một nam nhân viên bị đánh, vào thời điểm trên, người đàn ông tên Tê có đến xin tiền của nam nhân viên quán Bia, nhưng bị từ chối. Lúc này, Tê đã giật tiền trên tay của nam nhân viên và bị nhân viên này đòi lại, nên có hành động trên. Sau vụ việc, nam nhân viên quán Bia đã được đưa vào bệnh viện điều trị thương tích đồng thời phía các bị hại đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công an hiện người đàn ông này đã bỏ trốn khỏi địa phương và cơ quan công an đang truy tìm để xử lý theo quy định